Dạ, em xin chào anh chị ạ. Chào mừng anh chị đã tới với kênh YouTube Chậm Xe của em. Em là Cao Tuấn, chuyên viên tư vấn tại đại lý MG quận 3 và Gò Vấp nha anh chị. Địa chỉ MG quận 3 của tụi em có địa chỉ là 181 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu quận 3, nằm cạnh bệnh viện Y học cổ truyền. Còn mà MG Gò Vấp là 786B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp nha anh chị. Thì hôm nay em sẽ đánh giá về chiếc MG ZS nhập Thái và là cái chương trình ưu đãi cuối năm chỉ có trong tháng 12 này, và từ ngày 20 tháng 12 và tới 26 tháng 12 nha anh chị. Vì hiện tại tình hình dịch bệnh nó cũng phức tạp tại thị trường Đông Nam Á, cho nên là cái mẫu xe ZS nhập Thái thì cũng bị ảnh hưởng do là cái sản lượng từ nhà máy sản xuất qua nó cũng là hạn chế anh chị. Và là cái dòng MG ZS này hiện tại đang bán cũng rất là chạy trên thị trường ở Việt Nam anh chị, cho nên là về cái sản lượng nó cũng khan hiếm dần. Và vì thế cái chương trình khuyến mãi mà nhà máy hỗ trợ chỉ áp dụng từ 20 tháng 12 cho tới 26 tháng 12 thì chương trình đang đạt được cái mức là ưu đãi tốt nhất. Thì hiện nay đối với các dòng xe MG ZS nhập Thái của bên em thì các dòng đều có khuyến mãi, đó chính là bảo hiểm vật chất thân xe 2 chiều nè anh chị. Và qua đó là tặng phim cách nhiệt 3 em Mỹ và có tặng thảm sàn. Cùng với đó là cam hành trình trước sau đầy đủ luôn nha anh chị. Thì hiện tại bên em đang có 3 màu sẵn giao ngay, đó chính là màu trắng, màu đỏ và màu bạc. Còn màu đen thì mình có thể là giao vào cuối tháng 12 hoặc là tháng 1 nha anh chị. Thì đối với cái dòng xe MG ZS nhập Thái này thì ngoài cái chương trình như em nói là khuyến mãi bảo hiểm, phim, thảm, cam hành trình, còn có đó chính là khuyến mãi thêm cái gói tiền mặt rất là hấp dẫn anh chị. Vì đây là cái khuyến mãi tốt nhất năm cho nên là em thấy tháng 12 anh chị đặt cọc rất là nhiều luôn. Vì cũng là cận dịp lễ Tết rồi. Và quan trọng hơn, tại sao em lại thích cái dòng MG ZS này lẫn là các khách hàng bên em đều lựa chọn rất là nhiều, đó chính là trong cái tầm giá này và trong cái phân khúc mà 5 chỗ gầm cao á, thì cái chiếc MG ZS có tích hợp cái lọc bụi siêu mịn BM 2.5, nó rất là phù hợp và thực dụng so với là cái tình hình dịch bệnh hiện nay. Vì nếu mà có chức năng lọc bụi này á, thì nếu mà mình ngồi trên xe thì mình rất là hạn chế về cái mặt mà bệnh hoặc là các cái bệnh về đường hô hấp cho mà người lớn lẫn trẻ nhỏ. Thì đối với ba dòng xe của MG ZS đã có tích hợp cái chức năng này rồi anh chị, mình không cần phải mua cái máy lọc không khí, và cái chức năng này nó sẽ đảm bảo cái sức khỏe cho gia đình mình tốt hơn, lẫn là nếu mà phụ nữ mình đang có mang thai nha anh chị. Thì em sẽ quay sơ về cái mẫu xe MG ZS 2021 nhập Thái này. Thì nếu mà trong cái tầm giá này em thấy đa số đều là các mẫu xe lắp ráp trong nước. Và nếu mà các mẫu xe lắp ráp trong nước hiện nay thì cũng đang có ưu đãi là giảm 50% thuế trước bạ. Nhưng là cái xe MG ZS bên em tuy là hiện tại chưa có cái chương trình mà giảm 50% phí trước bạ, nhưng những cái phần quà giảm tiền mặt lẫn là phụ kiện thì nó cũng tương đương cái giá lăn bánh cũng tốt như là 50% phí trước bạ anh chị. Cái giá lăn bánh thậm chí em khẳng định là nó sẽ thấp hơn các mẫu xe lắp ráp trong nước, mặc dù đã có giảm 50% phí trước bạ. Nhưng anh chị đã có ngay một mẫu xe nhập khẩu Thái Lan và có tiêu chuẩn an toàn 5 sao Asian NCAP 5 sao luôn nha anh chị, cái mức an toàn tối đa. Và vì đây là một cái xe mà thương hiệu mới anh chị, cho nên là những cái chính sách bảo hành và dịch vụ hậu mãi nó rất là hấp dẫn. Thì đối với cái dòng xe MG ZS 2021 nhập Thái bên em thì bảo hành đó chính là 5 năm không giới hạn số km. Và nó cũng chứng minh rằng là nếu một cái mẫu xe nó không chất lượng á, thì hãng nó cũng không có dám là bảo hành 5 năm rồi. Và ngoài ra thì chỉ trong năm nay và trong tháng 12 thôi anh chị, thì vẫn còn áp dụng chính sách đó chính là 2 năm bảo dưỡng miễn phí hoặc là 40.000 cây tùy theo điều kiện nào tới trước. Thì nếu mà bảo dưỡng miễn phí anh chị cũng đỡ được khoản chi phí từ 7 đến 10 triệu. Đó chính là về cái phần mà miễn phí hoàn toàn là nhân công lẫn là vật tư khi mình tới bảo dưỡng luôn. Và ngoài ra MG còn tặng cái chính sách đó là dịch vụ cứu hộ 24/7 và hỗ trợ kỹ thuật 24/7 luôn nha anh chị. Cho nên về cái dịch vụ hậu mãi option thì hiện nay MG ZS khá là vượt trội với các xe khác trong phân khúc dòng 5 chỗ gầm cao như là Ford EcoSport, Hyundai Kona hoặc là Kia Seltos. Thì nếu mà anh chị đang tìm kiếm một cái mẫu xe thực dụng rộng rãi lẫn là các option đầy đủ và cái tính năng thiết yếu quan trọng giống như là phanh tay điện tử và auto hold, thì anh chị có thể xem qua cái chiếc MG ZS 2021 nhập Thái này tại showroom. Vì nếu anh chị có tới showroom xem trực tiếp á, thì anh chị sẽ thấy được cái độ mà hoàn thiện rất là cao của cái mẫu xe này. Vì
đây là một cái xe thương hiệu mới, cho nên là nếu mà mình xem mà qua các trang mạng á thì mình sẽ có cái vấn đề đó, chính là cái rào cản thương hiệu rất là nhiều anh chị. Nhưng mà khi mình tới xem xe, mình coi độ hoàn thiện, chi tiết lẫn là cái yếu tố thực dụng của nó, thì nhiều anh chị mình sẽ thấy là à, đây là một cái mẫu xe rất là đáng quan tâm và là đáng tiền trong cái phân khúc mà 5 chỗ gầm cao này nha anh chị. Dạ vâng, sau đây em sẽ quay những cái tính năng hiện đại và yếu tố thực dụng mà mẫu MG ZS 2021 nhập thái chỉ có giá từ 519 triệu sở hữu nha anh chị. Đó chính là dải LED định vị ban ngày, cùng với đó là đèn full LED, và nó có cái thấu kính projector chống lóa với các xe đối diện mình đi ngược chiều lại, hoặc là có cái đèn mà cân chỉnh góc chiếu ở đây luôn nha anh chị. Dạ, và đây là tay nắm cửa mạ rôm có tích hợp nút bấm thông minh, và khi mình bấm vào á thì cùng với đó chính là cái gương gập điện và chỉnh điện, và có tích hợp sấy kính ở trên đây luôn nha anh chị. Ở phiên bản tiêu chuẩn thì vẫn sẽ giữ đó chính là cảm biến áp suất lốp ở 4 bánh và là có chức năng làm khô phanh đĩa luôn nha anh chị. Cả 4 bánh đều là phanh đĩa hết, và cái khoảng sảnh gầm á là 170mm. Xe thì xài dẫn động cầu trước và có cái kích thước mâm là 16 inch nha anh chị. Thì khi mà cái mâm của bản standard và bản com á thì nhiều anh chị thắc mắc là à, mình có thể là đổi cái bản LED không? Thì trên lý thuyết vẫn được anh chị, nhưng mà khi mà anh chị sơn mâm á thì nó sẽ đỡ cái chi phí hơn, lẫn là cái độ cứng cáp á thì nó cũng sẽ đẹp giống như là cái phiên bản cao cấp thôi anh chị. Ở phiên bản tiêu chuẩn thì cặp đèn hậu LED đều là đèn LED hết luôn nha anh chị, và là xe nó sẽ có là cái cảm biến va chạm phía sau, nó sẽ báo cho mình là cách vật thể bao nhiêu cm luôn nha anh chị, và là có camera lùi đầy đủ luôn. Thì ở phía trên thì mình chỉ có là nâng cấp cái option đèn gầm thôi, là mình có thể là đầy đủ các chức năng quan trọng và thực tế rồi. Và đây là dung tích khoang hành lý của chiếc MG ZS 2021 nhập thái. Thì cái khoang hành lý nó rất là rộng rãi và mình để được rất là nhiều đồ anh chị. Và sau đây em cũng sẽ quay luôn là khi mà mình gặp hàng 2 xuống á thì cái dung tích khoang hành lý nó phải gần lên tới 1.200 lít lận anh chị. Và đây anh chị, đây là cái dung tích khoang hành lý gần 1.200 lít khi mà mình gặp hàng 2 xuống anh chị. Rất là rộng rãi và thực dụng luôn. Thì người lớn nếu mình có đi du lịch á thì mình vẫn có thể là nằm ở trên đây, lẫn là mình để được các cái đồ vật rất là thoải mái. Và lát em cũng sẽ quay luôn, đó chính là những cái tính năng thực dụng hiện đại có trong xe nha anh chị. Vâng, và đây là nội thất của mẫu xe MG ZS 2021 nhập thái, và là phiên bản tiêu chuẩn nha anh chị. Thì nhiều anh chị sẽ bất ngờ vì ở phiên bản tiêu chuẩn thôi mình đã có đầy đủ các option, đó chính là ghế da chỉnh 6 hướng nè, ngoài ra là ở phần vô lăng đó chính là bọc da và đầy đủ các nút điều khiển luôn. Thì đây là một cái phần chi tiết em rất là thích, đó chính là cái phần mà tắp lô đây là phần nhựa mềm. Thì hiếm có mẫu xe nào dưới 700 triệu mà mình có trang bị thêm cái phần mà chi tiết như vậy lắm. Và ở cái xe phiên bản tiêu chuẩn thôi anh chị, thì có đó chính là cái ga tự động nè, cùng với đó là cái đèn cân chỉnh góc chiếu, và đây là cái gương mà chỉnh điện nha anh chị. Và đây em sẽ quay thêm đó là một cái chi tiết đắt giá nữa, đó chính là cái phanh tay điện tử và auto hold nè anh chị. Thì nó sẽ giúp cho cái xe mình nó thẩm mỹ hơn, lẫn là trong gia đình nếu mà vợ và chồng có thể sử dụng cái mẫu xe này thoải mái luôn. Vì nếu mà cái chức năng này á, anh chị có tìm hiểu á, thì em thấy thì nếu với những anh chị nào mà sở hữu xe lần đầu á, thì cái chức năng này đi rất là thuận tiện luôn. Ngoài ra thì cái màn hình của xe cũng là màn hình kích thước 10 inch và là có Apple CarPlay lẫn là Android Auto đầy đủ nha anh chị. Thì ở phiên bản tiêu chuẩn vẫn giữ đó chính là ba chế độ lái, có lọc bụi siêu mịn BM 2.5. Thì khi anh chị tới xem xe thì anh chị sẽ thấy là về cái loa của phiên bản tiêu chuẩn tuy là 4 loa nhưng mà nghe cũng rất là hay về cái giọng mà vocal của ca sĩ. Và xe MG ZS cũng là sở hữu công nghệ an toàn nhiều nhất nha, phân khúc luôn nha anh chị. Thì lát em sẽ quay các công nghệ an toàn chủ động của Bosch mà MG ZS 2021 nhập thái sở hữu. Dạ, về hàng ghế thứ hai thì không thể thiếu đó chính là cái cửa gió và có cổng USB sạc phía sau. Thì đối với một cái mẫu xe mà tiêu chuẩn thì cái chức năng này là không hề bị cắt nha anh chị. Và kích thước ở trong xe á, nếu mà mình có full tải 5 người á thì mình ngồi vẫn rất là thoải mái. Và em quay cho anh chị xem đây, là nếu mà mình ngồi lên cái chiếc xe này á thì mình vẫn còn dư khoảng một cách từ chân cái đùi của mình á
tới cái khoản này, cho nên là mình sẽ không có cảm giác mệt mỏi khi ngồi trên xe. Và xe còn thiết kế đó chính là có một cái khoảng trống ở dưới đây để anh chị có thể là duỗi chân thoải mái đây anh chị. Đây thiết kế rất là thực dụng luôn. Và đây em sẽ quay về cái khoang nội thất của xe khi mà chiếu gần. Đây chỉ là phiên bản tiêu chuẩn thôi nha anh chị, mà đã sở hữu nhiều cái tính năng thực dụng và hiện đại rồi. Và xe phiên bản tiêu chuẩn hiện tại có giá là 519 triệu, bản giữa là 569 và bản cao là 619. Đây là em mới báo cái chương trình mà giá niêm yết chưa bao gồm chương trình khuyến mãi nha anh chị. Thì hiện tại bên em chỉ cần trả trước từ 130 triệu tới 150 triệu thôi thì đã có thể sở hữu mẫu xe MG ZS rồi. Bên em thì có liên kết các ngân hàng trong nước và ngoài nước và sẵn sàng là hỗ trợ chứng minh thu nhập cho anh chị luôn, dành cho anh chị nào nếu mà mình kinh doanh tự do không thể mà chứng minh được nguồn thu nhập của mình. Còn nếu anh chị nào có thể là chứng minh nguồn thu nhập tốt giống như là lương chuyển khoản và là hợp đồng lao động lẫn là có bất động sản cho thuê thì bên em đều có liên kết với các ngân hàng nước ngoài lãi suất tốt giống như là Shinhan Bank, Woori Bank, Standard Chartered của Mỹ, ưu đãi lãi suất rất là tốt vào dịp cuối năm luôn. Thì nếu anh chị có thắc mắc về thông tin xe, anh chị cứ liên hệ trực tiếp với em theo hotline đó chính là 0968 77 33 55, em để ở trên tiêu đề nha anh chị. Thì em hỗ trợ sau bán hàng 24/24 và là những cái thông tin gì về xe em sẽ tư vấn kỹ nhất, cùng với đó chính là về cái phần lãi suất ngân hàng lẫn là cái thủ tục trả góp rất là đơn giản và nhanh gọn luôn nha anh chị. Dạ, và đây là những cái chức năng an toàn có trên xe MG ZS 2021 nhập Thái, kể cả phiên bản tiêu chuẩn anh chị, đều là công nghệ an toàn của Bosch nha anh chị. Đây, hệ thống ổn định thân xe điện tử nè, hệ thống cảm soát độ bám đường, cảm biến áp suất lốp trực tiếp, hệ thống khởi hành ngang dốc, hệ thống hỗ trợ đổ đèo, kiểm soát phanh ở góc cua, chức năng làm khô phanh đẻ, chống bó cứng phanh ABS, cùng với đó là hỗ trợ cái lực phanh điện tử EBD. Và đây là một cái chức năng mà nhiều cái mẫu xe mình thiếu, đó chính là hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp nè anh chị. Đây là một cái chức năng rất là quan trọng nếu mình sở hữu xe lần đầu hoặc là mình mới dùng xe nha anh chị. Đó, và đó là nó cũng có là hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp dù là phiên bản tiêu chuẩn luôn. Nhưng chị thấy á, thì đối với cái mẫu xe mà tiêu chuẩn á, thì xe nó cũng trang bị rất là đầy đủ rồi. Và đây em sẽ quay sơ về cái thông số kỹ thuật của xe nha anh chị. Thì hiện tại MG ZS 2021 nhập Thái đang sở hữu đó chính là kích thước lớn nhất phân khúc và cái option cũng như là công nghệ an toàn hiện đại và thực dụng. Thì nếu anh chị có tới xem xe thì mình sẽ dễ quyết định hơn trong cái thời điểm cuối năm này. Rồi, em là Cao Tuấn nha anh chị và em là chuyên viên tư vấn bán hàng tại đại lý MG quận 3 và Gò Vấp. Nếu có thông tin nào thắc mắc thêm, anh chị cứ liên hệ trực tiếp với em theo hotline để em tư vấn kỹ hơn nha anh chị. Dạ rồi, em xin chào anh chị ạ.